các bác quấn đạo đều, đó, miết chặt, đó, đổ bám dính này các bác này, đó. Cái này ngoài đánh cỏ vạc ra thì các bác có thể là sử dụng đánh những con chim khác. Đấy, tất cả. Lại xin chào toàn thể các bác có niềm đam mê yêu thích đánh cỏ vạc di cư trên toàn cả nước nhé. Đặc biệt là các bác làm thợ đánh cỏ vạc bằng keo. Ngày hôm nay thì xin chia sẻ cho các bác mới chơi là cách sử dụng keo bệ cỏ vạc đơn giản nhất và hiệu quả. Thì đầu tiên là các bác phải chuẩn bị cho mình một hũ keo như thế này. Đấy, hũ keo thì đây nọ này dùng từ vụ tháng 8 năm ngoái này các bác. Đấy, độ bám dính rất là cao. Đấy, và cái thứ hai nữa là lan que. Đấy, đây là lan que tre vót tay này các bác. Đấy, lan này thì chuyên đánh cò trắng và đánh vạc thôi. Đấy, còn các bác nào mà sử dụng đánh cò bọ thì các bác có thể là chơi cái loại que lan cáp quang ly 7. Đấy, giá tiền của nó rẻ. Cái thứ hai nữa độ bám dính cũng rất là cao. Keo này thì bác nào mà đang có nhu cầu sử dụng cái loại keo A1 bên cơ sở nhà em thì liên hệ đặt hàng với số điện thoại em để ở góc màn hình video. Còn keo thực tế đầu tiên ý, các bác nhận hàng thì nó sẽ là màu trắng. Đấy, khi tiếp xúc với oxy, đấy, không khí này, đấy thì keo nó sẽ ngả sang màu vàng. Đấy, cũng là cái màu ngụy trang của cây tre luôn này các bác này. Đấy, còn cách sử dụng thì nó khá đơn giản thôi. Đấy, đối với cái loại keo này với cái nhiệt độ từ 13 độ C tới 40 độ C thì ví dụ thời tiết lạnh thì keo nó không bị co. Cái thứ hai nữa là thời tiết nó nắng nóng thì nó sẽ không bị chảy. Thì các bác vào keo thì các bác vào trực tiếp như này cho em nhé. Đó. Đấy, các bác quấn này. Đấy, quấn trực tiếp vào cho em. Đấy, muốn các bác muốn đánh béo thì các bác cho béo, mà các bác muốn đánh hạn chế đến đâu thay đến đấy thì các bác có thể là cho lỏng lỏng thôi. Quấn tầm 15 phân các bác nhé. Đấy, keo độ bám dính nó phải như thế này các bác. Kéo ra ok. Đấy, keo này thì nó là keo nguyên chất rồi. Đấy, không pha phẩm, không pha hóa chất. Đấy, keo rất là bền. Đấy, và các bác vào thì các bác sẽ đảo đều. Đấy, đảo đều. Đảo đều lên để cho que nó dính vào que các bác nhé. Đấy, keo nó dính vào que. Đấy, và không chỗ nào bị đói và cũng không chỗ nào bị thừa. Đấy, các bác đảo đều lên theo. Đó. Muốn nhanh thì các bác có thể là hơi lửa. Đấy, còn đánh vạc này thì cái thứ nhất là phải nhanh các bác, đảo nhanh. Khi vạc xuống rồi thì chúng ta thao tác nhanh thì thì sẽ đánh được những cái đàn tiếp theo. Đó. Các bác quấn đảo đều. Đó. Miết chặt. Đó. Độ bám dính này các bác này. Đó. Cái này ngoài đánh cỏ vạc ra thì các bác có thể là sử dụng đánh những con chim khác. Đấy, tất cả các loại chim dính lông là ok. Đó. Rồi. Đấy, như thế này là béo lắm rồi các bác. Đó. Đấy, con keo này thì chịu nắng chịu mưa ấy, báo cáo đối với các bác là chịu nắng chịu mưa thì nó sẽ được 15 ngày phơi nắng phơi mưa. Đấy, còn các bác mà cứ ngày hôm nay cắm ra, mai ta thu, đấy, ta đút vào lọ. Đấy, đút vào lọ như thế này thì được 25 này. Đấy, bảo quản 25 luôn. Đó. Rồi. Độ bám dính này các bác này. Đó. Rất là ok. Để đánh ở que tre này thì khi các bác đánh vạc ấy thì cái ưu điểm của nó ấy, thì các bác ra que rất là nhanh này. Đấy, các bác chỉ cần như thế này thôi, kéo ra rút như thế này xong một que này. Đó, các bác như này xong này. Que này bị gãy rồi bỏ. Đấy, béo quá các bạn. Đấy, rút chậm thôi. Đó. Đấy, que này. Đó. Ba que này. Đó. Và độ liên kết của nó này, ví dụ như ít như thế này này, ba que mà khi con cò con vạc nó vào nó dính thì đây các bác có thể nhìn thấy này. Đó, độ bám dính của nó, liên kết của nó rất là cao. Đó. Cực kỳ là cao luôn các bác. Đấy, chập đôi về nhá. Đấy, chập đôi kéo ra. Đó. Đấy, cách sử dụng thì như thế thôi các bác. Đấy, các bác cứ vào đảo đều keo là xong. Triển khai đi cắm ở mô thôi. Đấy, video ngắn thì chia sẻ cho các bác nhé, cách sử dụng keo bệ cò vạc. Đấy, đặc biệt là trong cái thời điểm này là đang trong cái mùa vụ cò vạc di cư khá là mạnh, thì các bác nào cần keo thì tham khảo đặt hàng. Em để số điện thoại góc màn hình video. Bây giờ chào các bác nhé.